Trưa ngày 3 tháng 3, Công an huyện Nhà Bè đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hồ Chí Minh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong cạnh mỏ lết, nghi bị sát hại. Trước đó, tối ngày 2 tháng 3, người thân không liên lạc được với ông Đê, sinh năm 1972, ngụ huyện Nhà Bè. Sau đó, người này tìm tới nhà ông Đê ở xã Hiệp Phước thì thấy cửa cổng đóng kín. Nghi vấn nên người này leo vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông Đê tử vong bên cạnh chiếc mỏ lết, trên mặt nạn nhân có vết bầm. Nhận tin, công an đã tới hiện trường khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sáng ngày 3 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa, 30 tuổi, quê Cà Mau, để điều tra về hành vi giết người cướp tài sản. Nghĩa là nghi can sát hại chị H, 48 tuổi, quê thành phố Đà Nẵng, tại một quán nước ở khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa. Trước đó, chiều ngày 1 tháng 3, một người bạn đến quán nước của chị H, phát hiện chị này tử vong trên giường, hai tay bị trói. Sau một ngày điều tra, công an đã bắt được nghi can Nghĩa. Bước đầu, Nghĩa khai nhận đã chuẩn bị dao, dây dù, rồi đi xe máy đến quán chị H. Sau khi quan hệ với chị H, nghi can đã ra tay sát hại nạn nhân rồi lấy đôi bông tai, điện thoại rời khỏi hiện trường. Sau đó, Nghĩa đến khu vực làng đại học thành phố Dĩ An, Bình Dương, bán đôi bông tai, cầm cố chiếc điện thoại lấy tiền ăn nhậu. Sáng ngày 3 tháng 3, ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm hai người tử vong. Theo thông tin ban đầu, tối ngày 2 tháng 3, một ngôi nhà gỗ ở Tắc Răng, thôn 2, xã Trà Cang, huyện Nam Trà My bất ngờ bốc cháy lớn. Ông Trần Duy Dũng cho biết do địa hình xảy ra vụ cháy nhà dân ở cách xa khu dân cư nên công tác ứng cứu gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân ban đầu có thể hai người trong nhà đã đốt củi sưởi ấm dẫn đến vụ cháy. Tuy nhiên, phải chờ kết quả điều tra cụ thể của cơ quan chức năng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân huyện Nam Trà My cũng cử cán bộ đến hiện trường để thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Sáng ngày 3 tháng 3, lực lượng công an huyện Nam Trà My phối hợp với công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Theo Trung tâm Báo tin Động đất và Cảnh báo Sóng thần, trận động đất xảy ra lúc 8 giờ 9 phút 43 giây sáng ngày 3 tháng 3 theo giờ Hà Nội, tại huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Địa điểm này rất gần các huyện Phúc Thọ, Đan Phượng và Mê Linh của thành phố Hà Nội. Nhiều người cảm nhận rõ đợt rung chấn nhẹ. Trận động đất có cường độ 3,2 độ Richter, ở độ sâu 16 km, có tọa độ 21,215 độ Vĩ Bắc, 105,554 độ Kinh Đông. Trước đó, vào hồi 4 giờ 49 phút 54 giây, giờ Hà Nội, sáng cùng ngày, một trận động đất có cường độ 4,4 độ Richter cũng đã xảy ra tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tâm động đất tại khu vực có tọa độ 22,534 độ Vĩ Bắc, 102,672 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 16 km. Vào đêm ngày 1 tháng 3, một trận động đất 3 độ Richter cũng xảy ra tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Sáng ngày 3 tháng 3, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, xảy ra vụ lật xe tải khiến giao thông ùn ứ, phương tiện lưu thông khó khăn. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, xe tải 81H00432, chưa rõ người điều khiển, chạy trên quốc lộ 1A hướng Nam Bắc. Khi đến km 975 400 thì bị lật khiến một người bị thương. Tại hiện trường, xe tải nằm chắn ngang gần hết phần đường khiến lưu thông qua vị trí này khó khăn, ùn ứ cục bộ. Một đoạn ngắn giải phân cách cứng trên tuyến bị xe tải đâm lệch vị trí. Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, phương tiện gặp nạn được xe cứu hộ di dời khỏi hiện trường. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, dự kiến từ ngày 1 tháng 7, việc miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới sẽ được thực hiện. Theo đó, các phương tiện được áp dụng miễn kiểm định lần đầu trong khoảng thời gian 1 năm, tính từ năm sản xuất, thời gian lưu kho của một phương tiện để được miễn kiểm định tối đa là 23 tháng. Việc miễn kiểm định lần đầu đối với ô tô mới sẽ được chia làm hai giai đoạn. Trong giai đoạn 1, sau khi đăng ký xe, chủ xe vẫn cần đưa xe đến các đơn vị đăng kiểm để lập hồ sơ phương tiện, được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, dán tem kiểm định, nộp phí sử dụng đường bộ, nhưng không cần đưa xe vào dây chuyền để kiểm tra. Thời gian được miễn đăng kiểm bằng đúng chu kỳ đăng kiểm đầu tiên, ví dụ 30 tháng đối với ô tô con, tính từ ngày đến trung tâm đăng kiểm làm thủ tục. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xây dựng hệ thống quản lý mới, sử dụng app đăng kiểm để người dân đặt lịch hẹn kiểm định, thanh toán và trả các loại phí đường bộ trực tuyến.
Đồng thời, Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ xây dựng, đề xuất sửa đổi các văn bản pháp luật để hướng đến giai đoạn 2. Người dân mua xe sẽ không cần đưa xe đến các trung tâm đăng kiểm do các phương tiện đã được dán tem kiểm định ngay tại nhà máy.